không biết căn nhà này thì có người mất hay không, nhưng mà chỉ còn quần áo mà thôi. Và lớp sàn thì đổ nát mọi người ạ, lớp sàn đổ nát. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Đào Cường đang có mặt tại làng Nú và bây giờ là khoảng 12 giờ kém. Thì lực lượng cứu nạn ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9 vẫn tìm kiếm và chưa tìm kiếm thấy ai, thưa mọi người. Và để đi quay trực cận cảnh như vậy, người ta không có cho quay nên Đào Cường không có đi quay. Và hiện tại Đào Cường đang đứng ở phía bên này. Đó. Và đến giờ này đây thì chưa tìm kiếm được ai. Và Đào Cường muốn gửi đến cô chú, anh chị và các bạn cái hình ảnh ngôi nhà còn sót lại trong cái vụ sạt lở tại làng Nú này, thưa mọi người. Vâng, xin mời mọi người cùng với Đào Cường đi lại cái ngôi nhà sàn kia để chúng ta xem ở cái ngành nhà sàn đó là ngôi nhà sàn như thế nào, làm bằng gỗ, chủ yếu là bằng gỗ, và bên trong là họ đã làm như thế nào mọi người nha. Dạ. Và trước khi đi tới cái ngôi nhà to đó thì ở đây cũng có một căn nhà đã bị sập, thưa mọi người. Không biết là một căn nhà hay là một cái bếp, nhưng mà nó to đó cả nhà. Nếu tính ra thì đây là một căn nhà ba gian đấy. Ê, một căn nhà ba gian và nó to, thưa mọi người. Hiện tại trong đó thì thấy chăn chiếu mùng mền, nó lộn xộn, và nó không có người ở hay sao đó đấy. À thôi, tiến sâu vào bên trong thử coi như thế nào, mọi người nhé. Để Đầu Cường tiến sâu vào bên trong đó. Đây, chúng ta nhìn căn nhà. Vào bên trong có sẵn. Chỉ còn là có quần áo thôi mọi người. Có quần áo, sách vở thôi. Không biết căn nhà này thì có người mất hay không, nhưng mà chỉ còn quần áo mà thôi. Và lớp sàn thì đổ nát mọi người ạ. Lớp sàn đổ nát. Đây. Và Đào Cường thấy thì có vẻ đây là một căn nhà bếp. Bởi vì ở trên mái nhà mọi người. Ở trên mái nhà thì nó đầy cái mòng hóng mọi người. Đấy, vào gõ thì ấy hết rồi. Đó. Có vẻ là đúng là cái nhà bếp mọi người. Thì ở đây có một cái ô mà người ta tấm xi măng này mọi người, tấm xi măng và xung quanh được bọc bằng gỗ, và ở đây người ta để một cái bếp để nấu, thưa mọi người. À, bếp để nấu. Dạ. Và phía bên trên cái bếp là một cái chạn để những cái que đốm này mọi người này. Những cái que này dùng để, có lẽ là dùng để nhóm lửa, thưa cô chú anh chị và các bạn, bằng những cái que, cái que tre á, là chĩa ra. Và từ cái bếp này thì chúng ta thấy là cái sàn nó đã bị dồn dồn nó ấy ra mọi người. Và người ta lát sàn không phải bằng ván nha mọi người, không phải bằng ván mà bằng cái cây tre, cây trúc gì đó, người ta đập dẹp ra như thế này này, người ta lát cái sàn đấy, chứ không phải bằng ván. Và bên dưới thì một cái bếp hay là cái gì nhỏ hơn, chúng ta không thể xuống dưới đó được mọi người. Không xuống dưới đó được. Và ở chỗ này hình như Đào Cường thấy là những cái sợi nan này, những cái bó nan của người ta dùng để đan cái gì đó mọi người, mà người ta chưa có đan. Người ta chưa có đan. Ngoài ra thì còn có một cái bào. Cái bào này là dùng để bào gỗ mọi người. Đó. Cây bào dùng để bào gỗ và không có lưỡi bào ở đây nhé mọi người. Đấy. Và đây, Đào Cường nghĩ là một cái kệ mọi người, một cái kệ để mà người ta để đồ lên trên đây này. Chúng ta nhìn thấy những cái chai, những cái gì đó, một cái kệ bếp, một cái kệ mà người ta để đồ ở trên đây.
thưa mọi người. Đấy. Đó. Và ở đây vẫn còn thấy vài bộ quần áo đang được treo ở trên cái này, thưa cô chú anh chị và các bạn. Thì vẫn còn những cái con dao, những cái dụng cụ đã lâu rồi người ta không có đụng tới, thưa cô chú anh chị và các bạn, lâu rồi người ta không đụng tới. Và ở trong cái xô này là cái gì, để chúng ta mở ra chúng ta coi thử. À, một xô măng chua mọi người ạ. À, một xô măng chua, một xô măng chua đang rất nhiều và không có người sử dụng, chắc là lâu rồi đây này, không ai dùng đến măng chua. Đó là một xô măng chua, thưa cô chú anh chị và các bạn. Và thưa mọi người, thì đây là những cuốn sách, cuốn vở, cuốn tập này. Cuốn sách, cuốn vở, cuốn tập. Cuốn sách, cuốn vở, cuốn tập. À. Coi. Không có chữ viết ở trong đây. Cái này thì có chữ viết này mọi người. Đấy, có chữ viết ở trong đây. Dạ. Vâng, xin mời mọi người thì đi qua bên này. Qua bên này để chúng ta ra ngoài, để chúng ta sang cái căn nhà bên kia. À, mời mọi người. Mời mọi người. Và mấy hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng thấy cái chiếc xe này trục vớt rồi phải không ạ? À, trong những cái clip thì người ta trục vớt rất chi là lâu rồi. À, như vậy là về thông tin về cái gia đình này thì không biết là như thế nào. À, Đào Cường cũng không có biết. À, nhưng mà có lẽ mọi người cũng đã thấy ở trong những cái clip người ta chia sẻ rồi phải không cô chú anh chị và các bạn? Đấy. À, chia sẻ về cái căn nhà này. Và Đào Cường không biết, nên Đào Cường không biết nói làm sao. Và cũng cầu mong cho gia đình này là người ta gọi là sức khỏe bình an trong cuộc sống, thưa cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Xin mời mọi người cùng tiến về cái căn nhà kia. Tiến về cái căn nhà kia. Đấy, tiến về cái căn nhà kia để chúng ta vào bên trong, chúng ta xem coi căn nhà đó như thế nào nhá. À, thực ra Đào Cường có thấy một người đang ngồi ở trong đó. À, để Đào Cường qua Đào Cường hỏi coi là như thế nào. Và cái căn nhà này đó mọi người, thì nó cách cái chỗ mà chiều ngày 24 tìm thấy người bà nuôi của bé Phúc là khoảng 200m thôi, thưa cô chú anh chị và các bạn. Bên kia bụi cây. Dạ. Yeah. Đấy, mời cô chú anh chị và các bạn này, cùng xem. À, bên trong thì có một người đang ngồi đó mọi người. Thì Đào Cường sẽ lia máy ở đây một chút rồi Đào Cường sẽ vào bên trong. Đó. Thưa mọi người, quan sát thấy thì đây là một cái nhà sàn hai tầng mọi người. Một tầng trệt và một tầng cao. Này, tầng trệt là đây. Tầng trệt đã được vùi lấp ở trong đất là đá, và đến hôm nay nước rút thì tầng trên đã hở ra khoảng độ 50 cm, chỗ hở nhiều nhất là 1m, nhưng mà chắc cái lúc mới ấy, thì chắc là phải đầy ngập luôn, thưa mọi người, gọi là ngập cái tầng trên. Dạ. Và phía trên là cái tầng thứ hai không bị ảnh hưởng gì, thưa mọi người. Đó, tầng thứ hai không bị ảnh hưởng gì. Xin mời mọi người đi theo Đào Cường, cùng với Đào Cường đi vào chỗ này để đi vào nhà, thưa mọi người. Đi vào nhà. Và ở bên kia thì thấy có một chiếc xe máy kìa. À, một chiếc xe máy này mọi người. Đó. Một chiếc xe máy. Một chiếc xe máy đã nát rồi. Không biết chủ nhà này hay là ở nơi nào họ đẩy tới. À, và cái xe máy bên kia, cái xe ô tô bên kia. Xe ô tô bên kia, hình ảnh mà quen thuộc, mọi người đã thấy người ta cẩu chiếc xe này trong những clip khác của những người khác họ đăng rồi phải không ạ? Dạ. Và đây là cái phần phía hông nhà mọi người, phần phía hông nhà. Đấy. Và nhìn từ ngoài này thì có thể thấy một cái cây cột nó bị gãy đi cả nhà. Đó, nó bị gãy, nó đẩy căn nhà này đẩy siêu vô trong. Và nhìn lên trên đây thì chúng ta thấy căn nhà này đã đang dựa vào cái bờ đồi á mọi người. Đấy, đang dựa cái mái nhà vào bờ đồi. Và căn nhà này may mắn là nó không có bị hư hẳn hoàn toàn. Đấy. Và ở bên này này thì Đào Cường cũng thấy một cái vết gãy này. Một cái vết gãy do
do nó gãy cây cột này. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy. Và Đào Cường đi tới một chút xíu nữa cho mọi người cùng thấy. Đó, cái vết gãy này. À, giờ thì xin mời mọi người đi vào phía bên trong hơn ạ. Đây. Đó. Đi vào phía bên trong. À, vào đây thì chúng ta thấy rằng tất cả được làm bằng gỗ hết mọi người này. Thấy không? Được làm bằng gỗ và cái mái thì được lợp cái lá cọ nha mọi người. Lá cọ dùng để lợp mái. Đây chúng ta thấy cái lá cọ không? Lá cọ để dùng để lợp mái và nó rất là dày luôn. Cái lá cọ này làm nón mà bây giờ thì lại Đào Cường thấy thêm cái tác dụng là lợp mái nhà nữa. Rất là tuyệt vời luôn mọi người. À. Và mời mọi người đi sâu vào bên trong căn nhà. Đi sâu vào bên trong căn nhà. Ở đây thì Đào Cường thấy có một cái bàn. Đây là bàn học này mọi người. Và có một cái túi. Một cái túi của tu cuối của ai đó đang còn lại. Một chiếc chiếu được để trên kia. Dạ. Đây chúng ta. Đây là bên trong nhà. Bên trong nhà mọi người. Đó. Và mời mọi người nhìn ở trên mái nhà này. Đó, tất cả là bằng gỗ. Bằng gỗ mọi người. Bằng gỗ. Đó. Đây là một cái kệ sách. Một cái kệ sách của một em học sinh. Nhà này cũng có học sinh đi học. Nên là có cái bàn học, cái kệ sách cho mọi người. Đó. Bàn học, kệ sách. Không biết là em học sinh này còn hay không. Dạ. Đây. Đó. À, em chào anh ạ. Anh ơi, anh là người ở đâu tới hay là anh là người ở đây ạ? Anh cũng ở xa tới đâu. À, anh ở xa tới thôi. À, em cứ tưởng anh là người ở đây. Ừ. Anh cũng xa tới rồi. Anh đang ngắm nhìn từ căn nhà này ra ngoài, phải không anh? Ừ. Dạ. Anh ở tỉnh nào tới? Không, cách đây 10 cây thôi. À, cách đây 10 cây là ở bên ngoài thôi. Cùng viện thôi mà. Dạ. Thật là đau thương, phải không anh? Dạ, anh cũng là người dân dù không phải trực tiếp ở đây. Nhưng mà cũng cách xa đây có 10 km thôi. Thì anh có thể nói một vài điều về cái làng Nũ này trước khi nó chưa xảy ra sạt lở không anh? Ở đây là anh cũng không rõ mấy. Chỉ nghe tin là tất cả trong cả làng đây là trong một buổi đêm ngủ sáng sớm là thấy họ bảo là lấp hết rồi vậy thế. Dạ. Còn cũng không trực tiếp, cũng không biết. Dạ, không biết gì. Và trước đây cái khu làng này nó đẹp lắm phải không anh? Ờ, rất là đẹp, khu này rất đẹp. Dạ. Và người ta có phát triển thành ngày khu du lịch nào chưa? Không, không du lịch đâu, nhưng mà nó rất là đẹp, nó còn có cả cánh đồng lúa. Dạ, cánh đồng lúa. Và những cái ví dụ như những cái người mà tổ chức lễ cưới họ có vô đây họ quay những cái album, những cái gì về ở trong làng này không anh à? Cái đấy thì không biết được. Cái này nói chung cái làng này như này thì nó chung các vùng núi thì nó cũng hoàn toàn nó cũng gần như này hết. Dạ. Nhưng mà đặc biệt ở đây là nhà sàn nhiều hơn những khu khác phải không anh? Nó cứ vào sâu sâu thì hầu như nhà sàn cũng nhiều. À, dạ. Sâu nó có gỗ. Dạ. Nhưng mà nó là thấp nó không có gỗ thì là xây. Dạ. Vâng thưa cả nhà, thì bên kia đường kìa, bên kia đường là bên kia phía bên kia của cái khu là người ta đang tìm kiếm bên đó nghe mọi người. Đấy, nhưng mà Đào Cường đang đứng ở rất xa nên là chúng ta không nhìn thấy rõ thôi ạ. Đấy, và sáng nay có thông tin là lực lượng chức năng họ không có cho xuống dưới mà quay đâu. Với lại sự sức khỏe của Đào Cường là cũng không đủ để mà đi quay xa như vậy mọi người, nên Đào Cường không có quay mọi người. Dạ. Đây là rất là xa đấy. Và anh ơi, trong cái trận sạt lở ở đây á, gia đình anh có bị mất mát gì không? Mà có người thân ở đây không? Không. À dạ. Và anh vào đây, anh đang ngắm nhìn và anh tưởng tượng và xong rồi anh nghĩ gì về cuộc sống anh? Cái này thì nó... Về cuộc sống của tất cả chúng ta. Ờ. Thì mất mát về thiên tai quá lớn. Dạ. Cả một làng. Dạ. Và chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó mỏng manh và nó vô thường phải không anh ạ? À? Dạ. Vâng. Em chào anh, à, anh hãy anh ở đây nhé. Dạ.
Thưa các bạn, để cho anh ngồi, anh điềm tĩnh, anh suy nghĩ, anh ngắm nhìn một cái làng lũ mà nó vùi dưới mặt đất sau chỉ có 3-4 phút đồng hồ, để cho anh suy tư. Dạ. Và thưa mọi người, đây là có một cái tủ này mọi người này, một cái tủ bằng gỗ nha mọi người. Đó, một cái tủ bằng gỗ. Một cái tủ bằng gỗ. À, bây giờ thì Đào Cường phát hiện ra rồi. Đây là gia đình của anh Cai, và Đào Cường được có gặp anh Cai, và anh ấy đang còn sống mọi người. Và có lẽ là anh nó không còn ở đây thôi, bởi vì ở đây nó không được an toàn đó mọi người. Nó không được an toàn nên không ở đây thôi ạ. Trong nhà toàn bằng gỗ mọi người, không có một cái chi tiết nào được gọi là bằng sắt thưa mọi người. Và đây là những cái hoa văn á, cái hoa văn trang trí ở trên một số cái điểm của con điểm kết nối á mọi người. Và đây nữa này, đây cũng là một cái chi tiết hoa văn rất là đặc biệt, lần đầu tiên Đào Cường mới thấy cái họa tiết này. Nó có thể là từ ngàn xưa rồi của người đồng bào Tày phải không cả nhà? Phía trên cao cũng có thêm một cái họa tiết nữa mọi người. Này đó, một cái hệ họa tiết mà Đào Cường ít khi thấy. Đó, một cái họa tiết rất là đặc biệt phải không ạ? Và thưa mọi người, ở trên đây thì cũng có rất nhiều những cái họa tiết rất là đặc biệt này mọi người. Đó, những cái họa tiết rất là đặc biệt phải không ạ? Đó. Đấy, coi gần hơn cho mọi người thấy những cái họa tiết ở trên mái nhà. Và thưa mọi người, sau khi Đào Cường quay thì Đào Cường thấy rằng căn nhà này được xây vào năm tháng 4, ngày 4 tháng 3 năm 2003 mọi người. Đâu rồi? Sao cái máy quay nó đi đâu mất tiêu rồi? Đây. À, khởi công ngày 4 tháng 3 năm 2023 nha mọi người, năm Quý Mùi, năm Quý Mùi. Đấy. Đó mọi người, dạ. Và thưa mọi người, ở đây có một cái hoa văn nữa cũng khá là đặc biệt mà Đào Cường chưa có thấy bao giờ. Đấy. Đó, cái hoa văn này này, Đồng Cường chưa có thấy bao giờ. Đó là biểu tượng của cái gì? Đó. Và tất cả đều được làm bằng gỗ, mà không biết là gỗ gì thôi mọi người ạ. Rất là chắc, cứng, chắc và được sơn để bảo vệ. Đấy, được sơn để bảo vệ. Tất cả là bằng gỗ hết. Tất cả là bằng gỗ, và cái màn cái bên trên là cũng bằng gỗ. Bằng gỗ hết và lợp lá kè thưa mọi người. Đấy, bằng những cái lạt cột vào đó. Và cái một căn nhà để làm bằng gỗ như thế này thì cũng không là rẻ tiền thưa mọi người, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại gỗ rất chi là mắc, gỗ rất chi là mắc. Và một căn nhà gỗ như thế này là không ít tiền trong thời điểm bây giờ. Ngày xưa thì ở đây có rất nhiều gỗ, người ta tự cắt, tự xỉa và người ta xây nhà, làm nhà. Thì đó là người ta tự sức lao động của người ta. Thì người ta làm có lẽ rằng chi phí về cái vấn đề để mua vật tư là không nhiều. Nhưng chi phí về cái công làm một căn nhà như thế này là rất nhiều. Và thời gian cũng là rất nhiều, phải không cô chú, anh chị và các bạn? Đó. Và đi xuống phía dưới này là một cái căn nhà... Căn nhà không biết chắc có là nhỏ hơn, có thể là một cái căn nhà bếp chăng? Vâng, đây là một căn nhà bếp. Bởi vì Đào Cường thấy đây có một cái kệ này. Cái kệ để đồ này. Đấy. Và bên kia cũng là một cái kệ để đồ. Đó, kệ để đồ. Và ở trên cái kệ này thì Đào Cường đang còn thấy có thêm một can mắm tôm thưa mọi người. Đấy, và chính xác đây là căn nhà bếp. Đó. Và căn nhà bếp này thì đang còn đầy bùn đất.
và xác định thì người ta sẽ không ở căn nhà này nữa, nên là người ta sẽ không dọn dẹp đi làm gì, phải không cô chú anh chị và các bạn? Và có một số anh em thì vào đây để nghỉ mát, vào đây để nghỉ mát đấy, và anh em đang nghỉ mát ở đây, anh em đang nghỉ mát ở đây, có lẽ là một số anh em đi ghi hình nhá, đang nghỉ mát ở đây. Và ở đây thì Độc Cường còn thấy một cái loa, một cái loa gọi là cái này nghe có à, cái loa này là loa xịn, USB và nghe được cả là lấy nguồn bên ngoài được luôn. Dạ đây XM520, không biết cái loa này đắt tiền hay không, thì có ai rành về loa thì mới biết được, Đào Cường không rành. Và thưa mọi người, đi ra con đường này thì sẽ leo lên trên đồi, và mời mọi người cùng với Đào Cường đi ra ngoài leo trên đồi để nhìn xuống cái căn nhà này nó như thế nào mọi người nha. Tất cả được làm bằng gỗ hết. Dạ. Và đây là cái phần mái nhà. Thì chúng ta thấy cái loại lá này mà lợp mái nhà thì rất chi là mát, phải không cô chú anh chị và các bạn? Đây. Và ở đây thì Đào Cường thấy một chiếc áo, chiếc áo của phụ nữ này mà không biết là của ai. Vâng. Và người ta treo ở trên đây. Có phải là của một người xấu số nào không? Nè. Cầu xin cho, nếu như đúng thì cầu xin cho linh hồn của chị được siêu thoát. Dạ. Và thưa mọi người, nếu như mà chúng ta càng đi lên cao để quay cái mái nhà này thì chúng ta lại càng lên trên cao hơn và sẽ bị gọi là không thấy mái nhà nữa, bởi những cái rặn lá thưa mọi người, bởi lá cây sẽ không thấy được mái nhà ở cái điểm này. Đấy, Đào Cường sẽ tìm một cái góc khác để xem có thấy cái mái nhà không. Vâng, qua góc bên này thì có thể nhìn thấy rõ hơn cái mái nhà mọi người, và bị che một chút xíu chỗ kia thôi, nhưng mà cũng thấy. Để xem coi là còn chỗ nào đứng để quay rõ hơn không ạ. Các anh ơi, các anh vừa ở trong chỗ tìm người hả? Không. À, các anh đi lên chiến đỉnh về đâu. À, các anh đi làm về. Dạ. Vâng, đó là những người địa phương bây giờ là đang đi làm. Thực ra thì tìm kiếm những người địa phương ở đây, tìm kiếm thì rất là khó, bởi vì ở dưới lớp đất đá thì chỉ lực lượng chức năng hỗ trợ mà thôi. Còn lại thì người dân địa phương vẫn phải tiếp tục làm công việc, tiếp tục phải sống, phải không cô chú anh chị và các bạn? Và việc ai nấy làm, người dân phải đi làm để kịp thời mùa vụ, thưa cô chú anh chị và các bạn. Anh ơi, anh đi làm về đó. Anh mới đi tìm kiếm người về ạ. Không, đi sạt lở nhiều quá, đi xem nào nếu còn có nguy hiểm không. À, anh chỉ đi kiểm tra coi có nguy hiểm không thôi, và có bị nứt ở đâu không anh hả? Còn nứt nhiều. Còn nứt nhiều và còn nguy cơ nhiều nếu mưa anh hả? Đúng rồi. Dạ. Vâng, thưa mọi người, có những người họ đi kiểm tra ở trên núi coi là còn nứt hay không, và nếu như nứt nhiều thì có lẽ là cái sự nguy hiểm ở nơi đây còn rất chi là nhiều. Nên là người dân ở đây phải đề phòng, phải không ạ? Đó là những người họ thanh niên, trai tráng, người ta đã đi lên đó để người ta kiểm tra, thưa mọi người. Đó, và căn nhà nhìn từ xa hơn này, cô chú, anh chị và các bạn. Loay hoay mãi thì cũng kiếm được cái chỗ này để quay được cái căn nhà này đó, mọi người. Anh ơi, lúc nãy là anh đi kiếm bên kia hả? Anh ở bên này. À, anh ở bên này. Bây giờ anh đang đi đâu đó? Lúc anh hỏi em bảo đi lên xe này ấy. À, anh lên để thắp hương cho mọi người. Và anh tham quan ở trên đó coi là có gì hay không. Vâng, em chúc anh núi đi. Dạ, anh đi an toàn nhé. Cẩn thận mọi thứ nha anh. Nên mang theo một cái cây để mà anh thọc thọc chỗ nào bùn lỡ á. Để anh kiểm tra coi nó có cứng không, anh bước chân lên. Không, đi có những đoạn đường nó khó khăn thì anh đem một cái cây nhỏ thôi. Để anh thọc nếu chỗ nào anh thấy mềm ạ. Dạ. Và thưa mọi người, ở đây là một cái bình ga này. Thì ở đây á, những cây gõ này, những cái bình ga, những cái xe máy, những cái gì đụng cụ á, là người dân ở đây họ không có lấy, thưa mọi người. Họ không có lấy. Vì những cái đồ đạc dụng cụ đó là của người ở đã khuất đó mọi người. Nên là không có lấy nha cô chú, anh chị và các bạn. Đấy, là một điều gì đó đặc biệt không có lấy. Đó, ví dụ như cái bình ga này chẳng hạn.
người ta sẽ không lấy đâu ạ. Đó, đó là bữa giờ là những sự chia sẻ của người dân ở đây. À, em ơi, cho anh hỏi thăm một tí được không? Lúc nãy em qua ở khu vực tìm kiếm vậy không? Có tìm được ai không? Chỗ đấy là người ta thắp hương. À, người... gia đình người ta thắp hương. À. Thắp hương nhiều người ta gọi. À. Mà có chỉ là đâu không? À. Và từ sáng đến giờ thì người ta vẫn tìm kiếm phải không em? À. Giờ họ vẫn đi máy múc thì tìm đến kia và máy múc trường chắc là trường sẽ đào ở bên kia. À, và không thấy ai. À, cảm ơn em nhé. Thưa mọi người, vậy là lực lượng họ vẫn tìm kiếm tích cực. À, thế hả? Và có lực lượng tìm kiếm và gọi là chưa thấy ai nghe mọi người. Đó, đó là đến giờ này khoảng 12 giờ hơn một chút thì là vẫn chưa tìm thấy ai. Trưa ngày 25 tháng 9. Dạ. Vâng, căn nhà vừa rồi thì Đào Cường cũng chỉ quay được một số cái chi tiết như vậy thôi và không gặp được chủ nhà ở nhà, nên là Đào Cường không có giao lưu và hỏi với người ta được như thế nào. Và tạm biệt cái ngôi nhà này, Đào Cường muốn đi thêm một vài ngôi nhà nữa đang còn lại để Đào Cường quay lại để gửi đến cô chú anh chị và các bạn thêm. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Xin bấm đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như đừng quên like và để lại những cái bình luận để giao lưu. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip sau. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.